Nhiều nghị định thư xuất khẩu nông sản được ký kết với Trung Quốc đem đến những tín hiệu lạc quan cho xuất khẩu nông sản Việt Nam ngay từ đầu năm, trong đó sầu riêng tăng giá 4 đến 5 lần và dự kiến có thể đạt kim ngạch là 1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là sản phẩm được thị trường Trung Quốc đặc biệt ưa thích, cùng với đó thì các loại trái cây khác như là mít hay thanh long cũng đang có giá bán cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân và ngành nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay dự đoán là có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng khuyến cáo người trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về mã số vùng trồng, các điều kiện an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc trên sản phẩm, đảm bảo theo tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường Trung Quốc.